Ok, xin chào tất cả anh em, mình là Silver đây, chứ không phải Mod đâu. Thì trong clip hôm nay mình sẽ gửi cho anh em clip về các hiệu ứng của các tướng có ở trong OMG McQueen. Thì thực ra clip này mình đã làm từ rất lâu rồi và anh em Mod anh cũng có thể lấy lại clip đấy để đăng lại cho anh em ở kênh mới này. Nhưng mà mình thấy clip đấy mình đăng lâu ấy và meta của game cũng đã thay đổi nhiều nên là mình muốn làm lại một video mới để mình có thể nói kỹ hơn cho anh em về các hiệu ứng có trong game. Và cũng như là sẽ bổ sung cho anh em thêm vài hiệu đốt và hiệu ứng đọc, bởi vì cái lúc mà mình làm video trước đấy thì cái hiệu ứng đốt và đọc nó chưa có cái gì là đặc sắc lắm, nhưng mà bây giờ có thêm nhiều hiệu ứng hơn rồi nên là mình sẽ phải làm thêm. Thì sẽ vào luôn chủ đề chính, thì sẽ vào luôn dán để nói cho anh em về các hiệu ứng và cũng chỉ ra luôn là những vị tướng nào có sở hữu khống chế đấy. Thì đây là mình quay trên máy tính, mình cũng thử mới thử phần mềm mới đó nên là nếu mà ở đầu video anh em thấy có dòng chữ nó hiện lên thì anh em thông cảm với mình nhé. Thì đầu tiên nói về hiệu ứng, đầu tiên mình muốn nói là hiệu ứng choáng, đó là hiệu ứng khiến cho vị tướng bị dính hiệu ứng đấy không thể công thường lẫn cả công nộ. Thì đối với tinh nhuệ thì sẽ có vị tướng hứa chữ mang hiệu ứng choáng đây ở phần công nộ, tương tự với chương kép cũng ở phần công nộ luôn đó. Và một vị tướng nữa là Tào Tháo với talent cộng 6 của mình là khi bị tấn công cả công thường lẫn công nộ thì sẽ có tỷ lệ 10% là gây choáng cho mục tiêu. Đây talent cộng 6 với Tim Thục thì sẽ có đó chính là vị tướng Mã Siêu với ở talent độ với cung độ luôn cũng là có tỷ lệ choáng này. Tim Ngô thì có Thái Sư Tử đây với Tim Quần là sẽ có của Giả Hủ và Lữ Bố, đây Giả Hủ cũng ở cung độ có Lữ Bố cũng vậy đây. Hiệu tiếp theo mình muốn nói đến nó chính là hiệu ứng hậu thuẫn, hay còn gọi là anh em hay gọi là giác ảo hay là màu ảo đấy. Thì hiệu ứng này có ở vị tướng Vũ Cấm và vị tướng Thái Văn Cơ. Với Vũ Cấm thì nó có ở công độ với lượng thuẫn là một bằng 150% tấn công, còn của Thái Văn Cơ là ở talent cộng 8 với 120% tấn công. Thì hiệu ứng hậu thuẫn này thì anh em hay gọi là màu ảo đấy, thì nó sẽ buff cho vị tướng có HP thấp nhất đối với Thái Văn Cơ ấy, còn đối với Vũ Cấm là sẽ buff cho vị tướng cùng hàng và bản thân nó hậu thuẫn. Thì những vị tướng có hậu thuẫn này thì nó sẽ giúp vị tướng nó hấp thụ sát thương, thì cái này nó sẽ có hiệu quả hơn việc buff máu thông thường. Đó chính là nếu mà anh em bị cấm chỉ thì cái lượng hậu thuẫn này cũng sẽ giúp cho vị tướng của anh em trụ lại lâu hơn, còn nếu mà anh em bị cấm chỉ mà nhận được bút máu thì cũng sẽ không thể nhận được, nó là điểm lợi của cái này so với bút máu. Nhưng mà có một điểm trừ nó chính là cái bút máu ảo này nó sẽ không cũng dùng được đó. Hiệu ứng tiếp theo mình muốn nói nó chính là hiệu ứng sức, cái sức thì là giảm bị thương hay còn gọi là giảm thổ ấy, nói giảm bị thương cho anh em dễ hiểu. Thì đối với Tim Thục à, Tim Ngụy sẽ có Điện Vi, Điện Vi với ở nộ của nó tốt lúc cũng có. Hiệu này là hiệu ứng khá là giàn trải ở rất là nhiều tướng. Tôn Du này là giảm sát thương nhỉ, đúng rồi, mấy tướng này mình không hay để ý đấy, đúng rồi cái này là giảm sát thương không phải. Còn vị tướng nào nhỉ, có lẽ là Ngụy hết rồi đúng rồi, hình như lên ngoài chân hay là kim Ngụy như cũng hết rồi. Tim Thục thì sẽ có phát chính ở cung độ. Đây, ở đây nó ghi là dị thương nhưng mà với dị thương và cái sức đều là một nhá. Đâu rồi nhỉ? Đây, thần thống nữa. Thần thống thì có ở cái này, ở cái hiệu ứng đốt của bằng thống là giảm miễn thương. Giảm nên nó ghi giảm bình thường, nhưng mà nếu mà vào trận và anh em thấy thì nó vẫn ghi là cái sức này mà.
với ngô, thì anh em sẽ có đó chính là vị tướng động mạch đây, lỗ túc chân, chân lỗ túc nha anh em nhé, không phải lỗ túc thường đâu. Lỗ túc thường nó chỉ có thiêu đốt bình thường thôi, còn lên chân thì ở đây đây nó sẽ có thêm 10% dị thương nữa. Còn một vị tướng lưỡng mâm nữa cũng là ở công nộ này với 20%. Thực ra là còn cả đốt chu du nữa, đốt chu du khi lên kim cũng là giảm miễn thương. Đây, miễn sát thương giảm 10% này. Với quần thì sẽ có của vị tướng Viên Thiệu. Đây là 5% dị thương này. Thì lý do vì sao mình bảo dị thương, cái này thực ra ngày trước anh Ngon anh dịch từ lâu lắm rồi, lúc đấy anh bảo dị thương à, kiệt sức cơ, đúng là kiệt sức, thì anh bảo là giảm sát thương và kèm giảm miễn thương. Còn cái dị thương mà nó chỉ giảm miễn thương thôi, nhưng mà mình thấy con Viên Thiệu này nó ghi ở đây là giảm sát thương 5% và dị thương 5%, nên là mình nghĩ hai hiệu này hiệu hay cũng khác nhau. Và trong khi PK thì bản Việt Nam nó đều ghi là kiệt sức hết, nó không ghi là dị thương. Trong dịch này thì một số con nó ghi là dị thương thôi đó, nên rồi mình mới nghĩ là dị thương này là nó khác hẳn so với khác hẳn ra, nó không phải nó gồm chung với giảm sát thương đâu. Còn một vị tướng nữa đúng nhỉ, đây tạp tư, đây tạp tư này thì anh em phải lên kim cơ, lên kim mới có. Là khi anh em đánh thường và những vị tướng bị nhiễm độc thì anh em sẽ có 10% gây 10% dịch thương. Ok, vậy hiệu ứng tiếp theo mình muốn nói là hiệu ứng của điều thuyền, hiệu ứng quyến rũ. Thì hiệu ứng quyến rũ này sẽ khiến cho nó sẽ ngắt talent, ví dụ như là anh em cái này thực ra là nó chỉ ngắt talent đối với talent cộng 8 thôi, cộng 8 này nó mới ngắt talent, còn cộng khi lên chân ý, cái mà khi con điêu thuyền này chết ý, nó gây cái gì gây mê hoặc ấy, thì nó sẽ không bị ấy đâu, thì nó sẽ không ngắt thần lực đâu, chỉ có thần lực cộng 8 này, nó sẽ giống với thần lực cộng 6 của Tào Tháo đấy, cái choáng của con Tào Tháo nó cũng sẽ ngắt thần lực. Ví dụ như anh em chơi lữ bố này, anh em nhảy không chết con điêu thuyền nhưng mà anh em bị dính những kiểu ứng quyến rũ ở thần lực cộng 8 này, thì anh em sẽ mà anh em nhảy chết một con khác nữa thì anh em sẽ không kích hoạt được talent cộng 10 đâu, bởi vì cái này nó ngắt luôn talent của con nữ bố thôi, nhưng mà nữ bố nó là cách tơn nên là cái nhiều khi anh em thấy cái chủ yếu anh em thấy là cái talent này con điều thuyền chết thì con nữ bố không nhảy được lần hai ấy, nhưng mà talent cộng 8 này nó vẫn có khả năng ngắt talent nhá anh em nhé. Và có một đặc điểm như này mình không biết là anh em có biết không, là cái talent cộng 8 này này và cái talent 6 của con Tào Tháo mình hay quên nhỉ, thì nó có thể ngắt được cả cái búp nộ của vị cái công nộ ấy, cái công nộ của những vị tướng búp nộ, ví dụ như là Trấn Đắc này đấy, nó sẽ hồi nộ cho ba mục tiêu là 25 điểm nộ đây, 25 điểm nộ thì nó sẽ mất luôn cái hồi cho ba đồng đội ngẫu nhiên là 25 điểm nộ này, mất hẳn luôn anh em, sẽ chỉ gây sát thương thôi nhưng mà bị ngắt bởi những talent như thế. Thì hiệu ứng tiếp theo mình muốn nói đến là hiệu ứng tên liệt của Trương Giác. Thực ra ngày xưa cái hiệu ứng này là hiệu ứng đặc hữu Trương Giác luôn, nghĩa là một mình Trương Giác nó có, nhưng mà bây giờ nó gán linh tinh rất là nhiều con rồi. Hiệu ứng tên liệt này thì anh em cũng không thể coi thường và cũng không kể kích hoạt các talent luôn. Mình cũng nhận là cái này nó cũng tương tự như cái ấy đấy, như cái mê hoặc cùng là cái ngắt của Tháo ấy, nó cũng sẽ ngắt luôn cái bút nộ của con bút nộ đi, không cho bút được luôn, và nó cũng sẽ ngắt những talent, ví dụ như thằng cộng 10 của Lữ Bố và thằng cộng 8 của con Vũ đấy. Thì hình như là Văn Xú mình không nhớ có nào, có nhớ có mỗi tư mã ý là khi lên kim thôi, nó sẽ công thường nó sẽ có tỷ lệ gây tê liệt. Đâu rồi,
60% tấn công đây đúng không? Văn Sú cũng có luôn. Không biết còn tướng nào có không nhỉ? Mình nhớ mỗi Trương Giác, Văn Sú và tướng Mã Ý, cũng không nhớ được tướng nào nữa. Tướng tiếp theo mình muốn nói là hiệu ứng phá sát của Tôn Kiên, cũng chung số phận với Trương Giác. Ngày xưa là hiệu ứng đặc hữu nhưng mà bây giờ cũng có con nó có hiệu ứng này rồi. Đây, hiệu ứng này là khi cộng 10 của Tôn Kiên nó sẽ kèm phá sát. Cái phá giáp này nó kiểu giống cái hình móng vuốt ấy. Nếu mà anh em nào chơi kim không gì thì anh em sẽ biết kiểu này thôi. Thì đối với công kiên nó sẽ là cho toàn thể team mình hấp huyết 16%, nghĩa là có thể hút máu từ cả công thường lẫn công nội luôn. Nó sẽ giống hiệu ứng hút máu của Nguyễn Diên và Trương Liêu ấy, đều có thể hút máu từ công thường lẫn công nội. Thì 16% hút máu này mình thấy là ổn, nhưng mà có một đặc điểm ở đây là con Tuấn Kiên này nó chỉ tấn công một mục tiêu thôi, nên là số lượng tướng có thể dùng được cái hiệu ứng này thì nó cũng không tốt mấy. Nếu mà hiệu ứng này mà mình đưa cho con Lục Tốn mà là kèm chỉ cần 80% dính thôi và với 10% hấp huyết thì nói thật anh em là team Ngô bã lên rất là nhiều luôn. Vậy bây giờ anh em biết thừa là con Lục Tốn nó được dùng nhiều thế nào để support cho Juju mà. Thì đây Khương Duy cũng có luôn, là thằng kim nhân vật kim mới có cơ. Nhưng mà Khương Duy là hơi kém bởi vì nó công hai mục tiêu thì nó tốt rồi, nhưng mà cái đặc điểm đây nó chỉ có 5% thôi, thấp lắm. Đây nó chỉ có 5% đây, ở đây là y cắn xé này, nên bàn Việt Nam nó dịch rất là vướng vặt ở cái chỗ đấy. Những cái hiệu ứng nó giống nhau nhưng mà nó toàn ghi tên nó khác nhau thôi. Rồi, theo mình sẽ nói đến những hiệu ứng của tướng tứ chấp 12 hot, nghĩa là bọn kiểu quách gia ấy. Thì đầu tiên quách gia đi, quách gia đầu tiên là hiệu ứng đóng băng. Đóng băng là không thể hành động và không thể hoạt động, nghĩa là kết hợp từ vừa choáng và quá thời lần. Tỷ lệ của quách gia thì khá là thấp bởi vì nó là hiệu ứng kết hợp. Thường những hiệu ứng kết hợp này chỉ có ở tướng tư chất 16 thôi, nhưng mà quay ra lại có, cộng với tư chất của quay ra thấp hơn so với tư chất 16 lên tỷ lệ gây ra nó chỉ có 30% thôi. Nhưng mà khi anh em áp hợp kích nhỉ, anh em áp hợp được thì nó sẽ tăng tỷ lệ gây ra của anh em lên, mặc dù nó cũng không được nhiều đâu của quay ra rồi. Này đấy, khi anh em mắc nó sẽ lên là 40% bằng với tỷ lệ đánh ngang, đánh hàng ngang giống như của Tôn Sách. Tôn Sách là 40% tỷ lệ mù và giống với Sắc Lượng cũng với 40% tỷ lệ gây hóa thạch. Nhưng mà được cái hợp kích của Sắc Lượng lại giúp nó tăng tỷ lệ lên giống hải quay ra luôn. Đấy, khi lên là khi con Sắc Lượng mắc nó lên tận 55% luôn, cao lắm mà hiểu. Thì ứng đóng băng này nó cũng có ở Tư Mã Ý luôn. Tư Mã Ý chân, đúng rồi, chân tướng là sau khi công nộ nó sẽ gây một lần sát thương nữa, và với lần sát thương này nó sẽ có 60% tỷ lệ gây đóng băng. Đây đây, 150% tấn công với 60% thì một đóng băng một tơn. Tiếp theo là về hiệu khóa kỹ năng quán vũ, đơn giản thôi, như tên của nó, khóa kỹ năng, nghĩa là không thể sử dụng kỹ năng nộ. Nhưng tiếp theo mình nói là hiệu ứng cấm trị. Cấm trị thì có ở Khương Duy. Đấy, nghĩa là không thể hồi HP, những vị tướng dính khóa này thì không thể hồi HP được. Và có ở Nguyễn Diên nữa. Đây, cũng như vậy luôn. Thì quên mất, mình phải nói luôn là những hiệu ứng như kiểu giảm độ tăng thương hay là tăng bảng thì mình sẽ không nhắc đến trong này, bởi những hiệu ứng đấy này nó ghi rất là dễ hiểu, đọc thế là anh em hiểu hiệu ứng nó là gì rồi. Tiếp theo là hiệu ứng niêm phong của Văn Ương. Đây là hiệu ứng niêm phong của Văn Ương. Hiệu ứng niêm phong của Văn Ương thì sẽ là khóa hồi độ cộng với khóa talent, khóa những thiên phú đấy. Và đây một hiệu ứng nữa là hiệu ứng tổ chú.
có chú thì anh em sẽ không nhận được HP, và 25% lượng HP đấy sẽ chuyển hóa thành sát thương gây cho vị tướng dinh hiệu ứng này. Đó, của lưu thực là 25%. Còn một vị tướng khác nữa cũng sở hữu là vị diên khi anh em lên chân. Ở đây nó cũng thế này, giống hệt của cái phá sát bóng tôn kia luôn. Kia cái này là y huyết chú, kia tổ chú nó cũng như nhau hết này. Thế này. Cũng là chuyển 25% thương. Nhưng mà khi ngụy diên lên kim nó sẽ là gấp đôi lên tầm 50% cơ, rất là cao. Tiếp theo là về những hiệu ứng của trận 16. Sẽ đầu tiên tư mã ý. Tư mã ý thì sẽ là hiệu ứng phong hồn. Phong hồn này sẽ là kết hợp từ khóa kỹ năng của con vũ và niêm phong của Văn Ương Trương Liệu, và sẽ là hiệu ứng hoàng sợ. Mỗi tên thì sẽ giảm 25 điểm nộ khí của vị tướng dính hiệu này. Thì khi Trương Liệu lên kim thì nó sẽ tăng khả năng của hiệu ứng này lên, là thay vì giảm 25 điểm nộ nó sẽ là giảm 35 điểm nộ. Đây anh em thấy. Ra các lượng này, hiệu ứng hóa đá thì sẽ là kết hợp từ một cái choáng và cầm trị ngô với tôn sách với hiệu mù. Mù ở đây thì tỷ lệ chính xác bị giảm 100%, nghĩa là tướng đấy đánh mít hoàn toàn tất cả skill luôn, đánh thường nên là công nộ và cả pet nữa đều mít hết, không có gây được sát thương. Tất cả talent vẫn kích hoạt bình thường thôi, nhưng mà sát thương thì không gây ra. Và hiệu ứng gọi là khó chịu trên game khi con này lên chân, lưu ý anh em lên chân nhé. Ở đây hiệu ứng phong ấn của tạp tư kết hợp từ khóa kỹ năng và cấm trị và khóa thần lực, họ kết hợp từ ba cái lận nha anh em, ba cái lận đấy. Tại sao mình nói là con tạp tư này khó chịu nhất là khi lên chân, bởi vì lên chân nó kích hoạt này, không khóa tạp tư thì cũng khó chịu quá, nhưng mà không khó chịu bằng của gì nhỉ, Văn Ương với cả con Vũ đâu. Đấy mà thần lần chân này nó không nâng lên tận 2 lượt, đây hiệu quả của phong ấn lăng tăng lên tận 24 lần nên là khó chịu lắm. Đó là tất cả những hiệu ứng mà mình thấy ở trong game hiện tại, và mình đã giải thích cho anh em những hiệu ứng đó như thế nào và những hiệu vị tướng nào có sở hữu những hiệu ứng khóa đó. Thì bây giờ mình sẽ nói đến hiệu ứng độc và hiệu ứng đốt của trong game. Như anh em đã biết thì hiệu ứng độc và hiệu ứng đốt là hay hiệu ứng kiểu là gây sát thương theo từng tên đấy. Thì đối độc thì nó sẽ thiên về gây hiệu ứng, còn đối với ngô nó sẽ thiên về gây sát thương hơn. Đối với từng loại độc nhá, từng loại thiêu đốt và độc bình thường thì nó sẽ gây sát thương bằng 30% tấn công. Sẽ có hiện tại thì đối với đốt thì có Chu Du, Lý Mông và Lục Tốn là ba vị tướng có đốt đặc biệt, đốt không thể giải trừ, và quật là có tạ tư mua cát và ám kim giả hộ. Anh em lưu ý là ám kim giả hộ nhé, là sẽ có hiệu ứng không thể bị giải trừ. Đối với tinh ngô trước đi, mình sẽ nói về Chu Du. Đốt của Chu Du là liệt thiêu. Cái đốt này thì sẽ là gây sát thương bằng bao thì tấn công vẫn như thế thôi. Có cái thêm là sẽ giảm 10% miễn thương thôi. Từ từ đã anh em ạ. Sau tự nhiên mình lại thấy sát thương liệt diệm tăng theo sát thương theo đốt này là như thế nào? Không, bây giờ mình vẫn nhớ hiệu ứng đốt của Chu Du, nhưng mà tự nhiên mình thấy cái dòng tăng này là như nào ta? Liệt diệm. Không biết ở đây là nó ghi ở đây là liệt diệm
ám chỉ của nó là cái công độ không, bởi vì khi Chu Du lên kim ấy, thì công độ của nó là liệt diện xích bích mà, như anh em Việt Nam hay chơi, nếu mà chơi kim Chu Du ấy, anh em sẽ biết nó dịch ra là liệt diện xích bích. Thì không hiểu ở đây là công độ nó sẽ tăng theo thiêu đốt hay là cái này nó dịch nhầm, không phải liệt diệm mà là liệt thiêu, là tăng theo sát thương thiêu đốt nữa. Thì cái này coi như bỏ qua đi, nhưng mà thiêu đốt của Chu Du thì nó sẽ có thêm một cái là giảm 10% miễn thương. Và đặc điểm chung của những độc và đốt đặc biệt này là đều không thể bị xóa bỏ bởi búp, nghĩa là từ con này này không thể xóa bỏ bởi cái này. Đây không thể bị phản xóa bỏ qua con này, bởi vì khi con bạch trạch về nộ thì nó sẽ hóa giải gây ứng. Đây là mình lên năm sau rồi, nên là nếu con bạch trạch nộ là 100% mình xóa bỏ hết luôn những hiệu ứng độc và đốt bình thường. Nên là ngày xưa ấy mình còn nói là cái con tư mã ý chân, cái thần lực của nó là giảm tỷ lệ dính thiêu và dính đốt là nó không hiệu quả, nhưng mà bây giờ mình thấy nó hiệu quả thực sự. Bởi vì con Chu Du như anh em biết là cái hợp kích nó với up lên, nếu mà lên anh em lên ở bậc 6 nó sẽ là 100% dính hiệu ứng đốt đặc biệt đấy luôn, là hiệu ứng liệt thiêu luôn. Nên là mình đang không biết là cái này nó hiệu quả không, bởi vì ở đây nó ghi là kháng, nó sẽ có 50% tỷ lệ kháng, nghĩa là giảm 50% tỷ lệ dính hiệu ứng thiêu đốt ấy. Nên là mình không biết là cái này nó sẽ có tác dụng với cái liệt thiêu hay không, bởi vì như con Triệu Vân và cái như con Triệu Vân và con thần thú ấy thì nó ghi là hóa giải hoàn toàn, thì còn như cái này là chỉ ghi là 50% tỷ lệ kháng lại thôi, ghi là 50% tỷ lệ là không dính phải yêu đấy thôi. Nên là mình không biết là chân đương mà ý nó có né được cái thiêu đốt của Chu Du nếu mà Chu Du lên full hợp kích bậc 6 không. Cái này thì mình chưa biết được. Đó. Tiếp theo là về đốt của Lương Mông. Đốt của Lương Mông này thì đốt Lương Mông này thì sẽ chỉ là sát thương cao hơn so với những đốt thông thường thôi. Của Lương Mông sẽ là 35%. Nhưng mà Lương Mông nói thật với anh em là ít người dùng lắm, nên là nó cũng như không, mà hiệu ứng nó cũng chả có gì đặc biệt thêm nữa. Như có Chu Du là nó giảm những thương mà rất tốt, tăng thêm sát thương cho bản thân, giảm phòng thủ của đối phương. Còn của Lục Tốn ở Việt Nam nó dịch là cuồng thiêu, nhưng mà cái này nó sẽ giảm ở sát thương là 5%. Thì bây giờ mình sẽ vào lại trang web của anh Mon, bởi vì mình nhớ là Lục Tốn nó đã fix Talon rồi. Cái Talon Kim này là chỉ là Talon fix lần 2 sao ấy, chứ thằng lần lần 3 của Tốn thì hình như là khác. Đây là trang web của anh Mon nhé, nếu mà anh em nào cần tra cứu thông tin, nếu mà đang chơi ở Trung Quốc ấy, thì anh em có thể vào đây để xem Hàn Quốc oneti.info. Đâu nhỉ, Lục Tốn đâu, đây rồi. Không phải đúng nhỉ? Thế này là anh Mon anh chưa sửa rồi mày. Cái này là Talon đầu tiên của con Kim Lục Tốn này. Đây là Talon đầu tiên của Kim Lục Tốn. Mình nhớ là nó thay đổi Talon này. Nó thay đổi Talon chân, nó thay vì là thiêu đốt thường nó sẽ là thay bằng thiêu đốt đặc biệt, còn cái công độ nó sẽ là thiêu đốt thường, nhớ là như vậy, nhớ như vậy thôi chứ không chắc chắn được, bởi vì anh Mon anh làm clip đấy rồi nhưng mà hình như anh chưa update cái thần lần của con Tốn này lên, nên là cái này có vẻ hơi sai. Nếu mà cái đốt này mà là vẫn như cũ nhưng mà chỉ là chuyển từ sang cái thần chân này thôi thì mình thấy cũng được, cũng gọi được, mặc dù thần lần chân này nó chỉ mỗi trận chỉ kích hoạt được có 2 lần ấy. Đó. Còn về tinh quần thì sẽ là đốt đặc biệt, đọc đặc biệt của tà tư sẽ là
mình nhớ nhận là giảm sức thương. Đúng, giảm sát thương. Chọn cái này của con nó tự từ là nọc độc. Thực ra nếu mà nói một dạng độc khác nữa thì sẽ có thêm nao hoa cơ anh em ạ. Nhưng mà mình không xếp nó vào dạng độc đặc biệt bởi độc của con nao hoa này vẫn có thể bị giải trừ. Anh em khi lên chân này sẽ có được cái độc này, đây. Của nó sẽ là tiên độc và mỗi hiệp sẽ giảm 15 đến nộ nha anh em nhé. Nhưng mà cái hướng này có thể hóa giải được bình thường. Còn vũ khát, đây là vu cắt của hiện tại bản miền Nam. Mình thì sẽ lên trang web của anh Mon sâu lại cho anh em sau. Thì đây, hiện tại của vu cắt nó sẽ là trạng thái kịch độc. Khi anh em sau khi anh em công độ, nó sẽ gây trạng thái kịch độc này. Thì là sẽ là giảm 10% sát thương. Nó cũng tương tự như còn gì nhỉ? Tạ từ thôi, nhưng mà tạ từ tỷ lệ thấp hơn. Tạ từ là bị tấn công nhưng mà chỉ có 35% tỷ lệ thôi. Còn tại sao mình nói là ám kim giáo sẽ có cái độc đặc biệt thì đây mình sẽ show luôn cho anh em. Giáo vũ đâu rồi nhỉ? Đây rồi. Giáo vũ nó sẽ thay bằng hiệu độc đặc biệt giống như vu cát nhưng mà chỉ có là giảm ấy thôi. Đây. Nó chỉ bằng một nửa so với vu cát thôi là giảm 5% sát thương. Hiệu ứng này cũng không bị giải trừ đúng không nào, nên là rất là tốt. Nếu mà ghi như này thì mình rất nghi là sau này có năm hoa cái ứng tiên độc nó sẽ không bị giải trừ luôn đấy anh em ạ. Mình hơi nghi đấy. Đó. Còn hiệu ứng độc mới của con u cán đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ đọc mới của con vu cát này thì mình nhớ không nhầm là con vu cát này được fix kỹ năng và cái nộ công của con vu cát này sẽ là như này luôn, là talent là cái hiệu đọc mới này luôn. Mình không chắc là nó thế vào talent kim hay là nó thế luôn vào cái công nộ này của nó, cái này thì mình không chắc, nhưng mà nó sẽ có hiệu đọc mới của vu cát, nó chính là giảm lượng hồi phục chứ không phải là giảm sát thương như trước nữa. Nhưng mà mình thấy rất là tốt, bởi vì sao? Giảm 15% lượng hồi phục và cái này có thể cộng dồn tối đa 3 lần, nghĩa là anh em có thể giảm lên đến là 40 đúng rồi 45% lượng trị liệu thì cũng gọi là rất là ổn đấy. Đó. Thì đây là mình nói cho anh em biết về những hiệu ứng độc và đốt nữa. Và đây mình sẽ nói luôn cho anh em là điểm khác nhau giữa độc và đốt như thế nào. Như mình đã nói lúc đầu rồi thì đốt thiên về gây sát thương, còn độc của quần thiên về gây ứng. Và đặc điểm khác nhau ở đây chính là độc của tinh quần, độc thằng nào thằng đấy dùng, còn đốt của tim ngu tất cả đều dùng chung. Tại sao mình nói vậy? Các hiệu ứng của chú du của lưng bông hay là của lục tốn tên gọi nó khác nhau nhưng mà đều kích hoạt được những thằng lần liên quan đến tiêu đốt. Ví dụ như mình nói đến tôn sách đi. Talent kim. Đây. Với tôn sách khi ở Talent kim nó sẽ hồi thêm HP bằng 30% sát thương gây ra đối với vị tướng đang bị dính thiêu đốt. Thì nó nghĩ đến thiêu đốt, nhưng mà nếu mà vị tướng đấy đang dính liệt thiêu hay là của con lục tốn cuồng thiêu đúng không nhỉ? Đấy, ví dụ như thế thì con tôn sách này vẫn có thể hút máu được nha anh em nhé. Mình đã kiểm chứng rồi. Mình nếu mà anh em nào không tin thì anh em cũng sẽ có thể tìm những trận PK của top sell ở China có team ngô trong và team đấy có tôn sách và có con chú du đánh với team địch mà team địch có thần thú bốc máu nha anh em nhé. Lưu ý là có thần thú bốc máu thì nó sẽ giải trừ hết tất cả các đốt bình thường trên sân, chỉ còn lại những hiệu như kiểu thứ đốt hay là cuồng thiêu của con tốn không đấy. Thì con tôn sách này công thường vào nó vẫn có thể hút máu được, nên là mình đã chắc chắn rằng những hiệu ứng như đốt của chú du hay là lưng bông hay là tốn để có thể kích hoạt những than lực liên quan đến thiêu đốt tất cả nha anh em nhé. Thế nên là đó là đặc điểm mình nhận ra là vì sao con chu du này khi hợp kích
nó có hợp ích, nó tăng tỷ lệ gây thiêu đốt của chu du lên thì nó khiến nó tim hồi lên rất là thái. Bởi vì bản thân chu du nhá, anh em đọc thằng lần kim này, anh em đọc kỹ lại thằng lần kim nhá. Đây, tấn công thường hỏa tướng có trạng thái thiêu đốt thì sẽ giảm 20% sát thương của tướng của trạng thái thiêu đốt, nghĩa là nếu mà tướng mà bị dính thiêu đốt của chu du hay là của tướng nào ấy tấn công của chu du luôn thì nó sẽ giảm 20% sát thương của nó, duy trì tận 2 tơn và có thể được cộng dồn mà hiệu quả của thiêu đốt. Cái này là cái điểm anh em cần lưu ý, hiệu quả sát thương thiêu đốt tất cả tướng đồng đội tăng 100%. Nó nghĩa là nếu mà team anh em có chu du có lục cốn thì nó sẽ tăng gấp đôi lượng sát thương thiêu đốt của chu du lên, và lượng sát thương gấp đôi lượng sát thương thiêu đốt của con lục tốn lên luôn, nó lên là khiến nó đốt của chu du gây ra rất, nói chung là thiêu đốt gây ra lượng sát thương rất là cao so hơn là so với bọc nó, anh em có thấy. Và cái nhận cái này lại giảm 20% sát thương mà 100% con này nó gây ứng liệt thiêu rồi đúng không, nên là gần như là bên kia chắc chắn đã bị giảm sát thương liên tục. Nên là anh em thấy những pha mà Liêu hay là Triệu Vân táp Chu Du như gãi ngứa luôn anh em ạ. Nó lý do sao mình nói vậy. Còn với quần tại sao mình nói là hiệu ứng này nó không cùng chung được, thì có thể lấy ví dụ luôn là ở tạ từ người ta lên cũng tám, lên cũng tám ở đây ở đâu không phải thân của mình nhé, mười cũng mười nha anh em nhé, sorry anh em. Là khi với mục tiêu chúng đọc thì mỗi tầng sát thương tăng lên 20%, hút HP bản thân tăng 10% tối đa 3 tầng. Thì cái hút HP này của tạ từ nó chỉ kích hoạt được lên kích hoạt từ hiệu ứng hút máu từ những vị tướng dính hiệu độc và hiệu ứng ảo độc này của con tạ từ thôi. Chứ nếu mà anh em đánh vào những vị tướng mà dính mỗi siêu độc của Nam Hoa ấy, thì nó sẽ không hút được máu đâu, anh em có thể kiểm chứng bình thường. Cái này mình có thể là chắc chắn với anh em luôn. Nhưng mà mình cũng dễ hiểu vì sao nhà phát hành không cho cái team quần này nó dùng chung hiệu ứng độc. Anh em mình nghĩ là sẽ dùng chung tạ từ, mình có thể dùng chung được ứng độc với vũ kép hay là với xã hội, nhưng mình chắc chắn là nó không thể dùng chung được với Nam Hoa, bởi vì Nam Hoa như em biết là sẵn độc của nó là giảm 15%, giảm 15 điểm độ cộng với Talon. Ví dụ nha, vị tướng đấy mình nói dễ hàng dàng như này, vị tướng đấy dính độc dính siêu độc, mà nếu mà có thể có tạo ra kích hoạt được tất cả Talon là từ độc ấy thì nó sẽ xảy ra trường hợp như này. Đổi Talon lên đây, anh em có thấy là cái hiệu ứng quang chiến trường mỗi tên sẽ giảm 15 điểm độ với tướng bị nhiễm độc. Thì ở đây nhá, tướng nhiễm độc của tạ từ rồi thì là sẽ giảm 15 điểm độ này là một cái này, hướng siêu độc của Nam Hoa này là sẵn gốc của siêu độc nó sẽ giảm 15 điểm độ, thêm cái hiệu quang chiến trường này kích hoạt lên cái siêu độc nữa là giảm tiếp 15 điểm độ, nghĩa là mỗi tên anh em có thể giảm được lên đến là 45 điểm độ đó. Nên là anh em hiểu vì sao là nhà phát hành nó không cho dùng dùng chung là vì thế đấy. Mới cả cũng là lý do vì sao đến tận 8 kim mà bên team quần mới có tận 3 vị tướng là có hiệu đốt độc đặc biệt, độc không bị thể bị giải trừ, còn ngô có sẵn ngay từ kim rồi. Đó là video mình giải thích về những hiệu ứng có trong game, cũng như nói sâu hơn cho anh em về những hiệu ứng độc và đốt của game hiện tại. Nếu mà có thắc mắc nào và cũng có những góp ý nào thì anh em có thể comment ở phía dưới phần comment nhé. Ok, xin chào tất cả anh em, nhớ lại share subscribe cho kênh mình một nhé.